Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy giặt cửa trước LG. Đây là phiên bản máy giặt có công suất là 8 cân. Tuy nhiên cái cách sử dụng giống nhau nên chúng ta có thể áp dụng cái cách dùng này với tất cả các máy giặt của LG cửa trước. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo của chiếc máy giặt này. Cái phần to nhất các bạn thấy đây đó chính là cái lồng giặt. Lồng giặt này thì tùy vào dung lượng của cái máy giặt chúng ta có thể giặt được từ 6 cân cho đến 8 cân đến 10 cân. Và các bạn có thể mở ra bằng cách là kéo này ra. Và sau đó để quần áo đây. Cái lồng giặt này sẽ quay để làm sạch quần áo. Động cơ chuyển động trực tiếp. Và khi giặt thì các bạn chỉ việc bỏ quần áo đây thôi và đóng cái nắp này lại. Phía trên này chúng ta sẽ có cái bộ phận điều khiển. Và bên trái này sẽ có một cái khay, đây là chứa cái nước xà vải và xà phòng. Ô 1, ô 2 là để các bạn đổ xà phòng. Ô 2 này chính là xà phòng để giặt chính, còn đây là giặt sơ. Còn cái phần màu xanh này để các bạn đổ nước làm mềm vải hay gọi là nước xà vải. Trước khi giặt thì các bạn sẽ đổ vào đây và đóng cái này lại. Xong. Bên này là bộ phận điều khiển, rất đơn giản, chúng ta chỉ có cái núm xoay để chọn các chức năng, nút công tắc nguồn và nút start stop. Bên này là cái màn hình hiển thị thông tin và cái màn hình này có cả cảm ứng luôn, các bạn sẽ bấm vào đây được. Phía dưới này chúng ta sẽ thấy có một cái ô. Ô này thì các bạn cũng nên quan tâm để còn vệ sinh máy giặt. Các bạn biết rằng là khi giặt thì các cái sợi vải nó sẽ ra được cái vụn và cái vụn đấy sẽ được thu vào cái ô này. Và để vệ sinh ô này thì các bạn sẽ định kỳ thường xuyên. Các bạn sẽ tháo cái này ra để cho cái nước ở trong này nó chảy ra. Và sau đó thì bạn vặn cái này ra để bỏ hết những cái chất xơ và cái bụi ở trong này. Và sau đó thì các bạn lại đóng cái này lại và vặn lại cái lưới lọc này là xong. Ở trên này cũng có cái ký hiệu và hướng dẫn chúng ta từ bước 1, 1, 2, 3, 4, 5. Rất là đơn giản. Và xong rồi đóng lại. Đấy là cái cách để các bạn vệ sinh cái lưới lọc. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần quan trọng là chúng ta sẽ tìm hiểu cách dùng cái máy giặt này như thế nào. Thì sau khi cho quần áo vào thì các bạn sẽ bấm công tắc nguồn đây. Nút này. Và sau khi bấm công tắc nguồn thì ở đây sẽ hiển thị đèn hiệu và các thông tin cần thiết. Và các bạn sẽ dùng cái này để các bạn xoay chọn chế độ. Mỗi lần xoay thì các bạn thấy cái đèn này nó sẽ dịch chuyển. Ở đây thì có các chế độ giặt như là vải cốt tông, giặt hỗn hợp, vân vân. Còn nếu mà các bạn giặt hỗn hợp thì các bạn sẽ chọn vào cái phần mix là giặt hỗn hợp. Và sau đó rất đơn giản, các bạn chỉ việc bấm gì ạ? Start là bắt đầu nó sẽ gì ạ? Chạy. Và muốn dừng thì các bạn lại bấm lại cái nữa. Và chúng ta có thể chọn các chức năng khác. Ví dụ ở đây các bạn có thể giặt đồ thể thao hay giặt nhẹ, giặt tối màu vân vân. Thì cái này tùy các bạn có thể chọn. Thì đây là những chức năng chọn nhanh. Đây chính là những chương trình giặt mà máy nó đã lập trình cho chúng ta. Và chúng ta chỉ việc gì ạ? Chọn đây thôi. Việc giặt theo lập trình thì rất đơn giản. Các bạn chỉ việc chọn chương trình và bấm start là xong. Và đợi quần áo khô rồi đem phơi. Tuy nhiên thì có nhiều bạn cũng như tôi là muốn điều chỉnh những tính năng chuyên sâu hơn thì các bạn sẽ quan sát cái cửa sổ ở bên tay phải. Đây chính là cửa sổ chứa thông tin và cũng chính là màn hình cảm ứng luôn. Ở đây các bạn sẽ thấy những cái thông tin như là ở trên này là chúng ta thấy có phần tự động cân quần áo này. Đây là chức năng giặt. Đây là chức năng gì ạ? Giặt lại và đây là vắt. Thì mỗi khi bạn quay cái này thì nó sẽ hiển thị ra những thông tin khác nhau. Ví dụ đây là chế độ, các chế độ khác thì mỗi lần các bạn quay này thì nó sẽ hiển thị các thông tin khác nhau. Ví dụ như cái phần này thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? Không có cân nữa. Đấy. Và chúng ta sẽ điều chỉnh ở bên này như sau. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần là nhiệt độ. Các bạn có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ ở đây bằng cách bấm vào nút thơm. Chúng ta sẽ điều chỉnh được cái nhiệt độ giặt từ gì ạ? Lạnh này, 20 độ, 30 độ, 40 độ, 60 độ và 95 độ là cao nhất. Thì tùy vào loại quần áo các bạn sẽ chọn nhiệt độ. Thứ hai là chúng ta sẽ điều chỉnh được cái gì ạ? Cái vòng quay vắt ạ. Ví dụ đây chúng ta thấy là có tối đa là 1400 vòng trên 1 phút hay là không vắt. Đây là 400 vòng. Và tùy loại quần áo chúng ta cũng sẽ chọn cho phù hợp để quần áo không bị nát. Tiếp theo ở dưới này là những cái nút tính năng. Bạn thấy ở đây có hai cái biểu tượng, thứ nhất là biểu tượng sao, biểu tượng bình thường. Thì nếu mà bấm vào đây thì là sẽ dùng cái tính năng intensive là giặt là gì ạ? Cho những đồ nhạy cảm. Và nếu mà bấm giữ thì nó sẽ gì ạ? Chọn cái tính năng sao này, bấm cái nữa thì tắt. Time save là chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian, tức là giặt nhanh đấy. Đây là bấm thì tắt mở. Rinse là sẽ tăng thời gian để giặt lại. Bạn bấm đây sẽ gì ạ? Giặt lại lâu hơn. Còn nếu mà ví dụ bấm giữ ấy, thì nó sẽ gì ạ? Có cái tính năng là crisp care, tức là sẽ giặt quần áo mềm mại cẩn thận. Bấm giữ một lúc nữa thì nó sẽ gì ạ? Tắt. Hoặc là chúng ta có gì ạ? Delay end, tức là sẽ
Cái delay end nghĩa là sẽ hoàn thành chậm lại. Các bạn sẽ bấm lên để chọn cái giờ bị chậm lại. Còn nếu mà bạn bấm vào giữ lúc này thì nó sẽ là gì ạ? Khóa trẻ con. Và chúng ta là trẻ con sẽ không bấm vào đây được. Muốn mở này ta lại bấm giữ này. Rất đơn giản. Thì tùy vào cái tính năng chuyên sâu các bạn sẽ điều chỉnh ở đây, trên cái bảng điều khiển này. Và sau khi điều chỉnh xong các bạn cũng lại bấm gì ạ? Start là xong. Nó sẽ giặt. Ok. Còn muốn tắt thì ta ấn stop ở đây. Thì trên đây là những cái tính năng cơ bản của chiếc máy giặt cửa trước LG. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng thành thạo chiếc máy giặt này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.